Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trong Vèo Sợ Gì, Liệu Ông Trần Sĩ Thanh Có Thoát Lời Nguyền Hay Không. Nói đến ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hiện nay, thì người ta nhớ ngay đến câu nói nổi tiếng Trong Vèo Sợ Gì. Với vị trí là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Trần Sĩ Thanh có cơ hội rất lớn để tiến vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, ngồi ghế Chủ tịch thủ đô cũng lắm cạm bẫy, không dễ sơi như nhiều người vẫn tưởng. Ghế lắm kẻ tranh giành cũng là ghế không an toàn. Ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tính trong 3 đời Chủ tịch thành phố Hà Nội gần đây nhất thì có đến 2 ông phải bị bắt. Ông Nguyễn Thế Thảo, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày trước, được cho là đã hạ cánh an toàn. Tuy nhiên, từ giữa năm 2022, ông Nguyễn Thành Nghị đã cho khui ra sai phạm nghiêm trọng trong quy hoạch của thành phố thời ông Thảo làm Chủ tịch. Cho đến nay, vụ việc đang yên ắng. Nhưng sự yên ắng này không có nghĩa là an toàn. Rất có thể vụ việc này sẽ lại bị khui lại. Ngoài ra, ông Nguyễn Thế Thảo còn để lại chỉ đạo chặt bỏ tới 6.700 cây cổ thụ tại thủ đô. Được biết, ông Nguyễn Đức Chung chỉ là nâng giá cây trồng cũng đã bị ông Tô Lâm cho điều tra bổ sung tội này. Thì liệu rằng với con người đã ra lệnh tàn sát cây cổ thụ thì phải xử lý tội như thế nào đây? Ông Nguyễn Thế Thảo nhiều tội hơn cả ông Nguyễn Đức Chung, cho nên dù đã hạ cánh thì cũng chưa chắc gì đã an toàn. Như đã biết, ông Nguyễn Đức Chung và ông Trung Ngọc Anh thì đã bị bắt vào trại giam. Có người cho rằng ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là ghế hung hiểm, không khác gì ghế Chủ tịch nước cả. Cả hai người tiền nhiệm của ông Trần Sĩ Thanh đều dính vào trốn lao tù. Đây là câu nói nổi tiếng của ông Trần Sĩ Thanh. Trở lại câu chuyện ông Trần Sĩ Thanh, liệu ông Thanh có mà trong veo để không bị dính vào vết xe đổ của hai người tiền nhiệm hay không? Câu trả lời là không. Bởi trên cương vị là người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội, ông Trần Sĩ Thanh đã để xảy ra quản lý yếu kém. Vào ngày 14 tháng 4, báo chí trong nước cho biết Hà Nội đã thiếu vaccine COVID-19 ở một số nơi. Đây là vấn đề không hề nhỏ. Hiện nay, bệnh dịch COVID-19 có khả năng đang quay trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, khi số ca nhiễm còn ít mà đã để thiếu vaccine là rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng ở đây là việc quản lý. Nếu giả sử bệnh dịch bùng phát mạnh thì trở tay thế nào cho được? Người chịu trách nhiệm cao nhất cho vấn đề này chính là ông Trần Sĩ Thanh. Thực ra mà nói, chẳng có ông quan chức nào trong veo, chỉ có quan chức chưa bị lộ. Ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là ghế mà rất nhiều thế lực chính trị đang thèm muốn giật lấy. Cho nên, nếu làm không tốt ở vai trò người đứng đầu chính quyền thành phố, thì rất có thể ông Trần Sĩ Thanh sẽ hết trong veo mà chuyển sang đục ngầu mất. Đã có hai tiền nhiệm ngã ngựa, xem ra ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có rớt thật. Chỉ cần làm không tốt nhiệm vụ để xảy ra tiêu cực trong phạm vi trách nhiệm, ông Trần Sĩ Thanh cũng có nguy cơ lên thớt, chứ chẳng phải đùa. Mặc dù vậy, việc có bị lên thớt dễ dàng hay không, nó lại phụ thuộc vào nhóm lợi ích chính trị đỡ đầu cho ông Trần Sĩ Thanh. Dịch chưa bùng phát mà vaccine thì đã thiếu, ông Trần Sĩ Thanh đang tỏ ra yếu kém khi điều hành bộ máy chính quyền tại Hà Nội. Ông Trần Sĩ Thanh thuộc nhóm Nghệ An là nhóm lợi ích chính trị mạnh nhất hiện nay. Mục đích của nhóm Nghệ An có thể là đưa ông Trần Sĩ Thanh, ông Hồ Đức Phước và bà Phạm Thị Thanh Trà vào Bộ Chính trị ở nhiệm kỳ sau. Cho nên khả năng ông Trần Sĩ Thanh sẽ được nhóm che chở chứ không chờ vờ như Nguyễn Đức Chung và ông Chu Ngọc Anh trước đó. Liệu ông Trần Sĩ Thanh có giữ được mác trong veo hay không thì cũng còn phải chờ. Nhóm Nghệ An rất mạnh, nhưng không có nghĩa là nhóm này muốn làm gì thì làm. Nếu dịch Covid quay trở lại, nếu không thay đổi cách quản lý tốt, vấn đề vaccine thiếu hụt, thì có thể cũng tới lúc cả nhóm cứu ông trong veo cũng không được nữa. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Trong Veo Sợ Gì, Liệu Ông Trần Sĩ Thanh Có Thoát Lời Nguyền Hay Không. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đời Nô Bộc, Bộ trưởng 4T Nguyễn Mạnh Hùng, ông vua nổ bị đưa vào tầm ngắm. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, một người từng tạo uy tín thương trường trên cương vị là chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Viettel. Tuy nhiên, từ khi chuyển qua làm ngành tuyên giáo với chức vụ phó ban tuyên giáo trung ương, kiêm bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông này nổi lên như một con người khoác lác. Có thể nói ông Nguyễn Mạnh Hùng nổ không thua gì ông Nguyễn Tử Quảng, giám đốc của BKAV. Ông Nguyễn Mạnh Hùng được ban cho hai chức tương tự như bà Phạm Thị Thanh Trà, chứng tỏ con người ông được ông Tổng xem trọng. Ông là phó ban tuyên giáo trung ương thuộc bên đảng của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng
nổ về mạng Lotus. Làm tuyên giáo thì ai cũng biết là phải bịa chuyện, phải nổ liên tục. Tuy nhiên, cách nổ của Nguyễn Mạnh Hùng quá trơ trẽn, trở thành đề tài đàm tiếu cho thiên hạ mỉa mai. Vào năm 2019, ông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ ra mắt mạng xã hội Lotus Made in Việt Nam và khẳng định: "Tôi có niềm tin rằng người Việt Nam sẽ làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm như mạng xã hội Lotus." Thế rồi đến nay, mạng này lẫn mất tăm, không để lại dấu vết gì. Vào ngày 14 tháng 1 năm 2022, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã từng tuyên bố phải khởi động nghiên cứu 6G trong năm 2022 và đưa Việt Nam nằm trong top đầu thế giới về công nghệ 6G. Câu nói này bị cộng đồng mạng đem ra chế giễu vì bị xem là lời khoác lác quá đà của ông bộ trưởng. Từ khi làm bộ trưởng bộ 4T, tức là thông tin truyền thông, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã tận tụy với Đảng, thấy rõ. Ông ta ra điều kiện với mạng xã hội lớn phải có mặt tại Việt Nam là phải bóp tương tác, ngăn chặn các kênh và tài khoản mà chính quyền cho là xấu độc đối với chế độ này. Và ông ta đã thành công một phần. Ông Nguyễn Mạnh Hùng đang nổ về mạng 6G. Làm tuyên giáo tốt là phải nổ cho mạnh mạnh về khả năng của chính quyền. Làm tuyên giáo tốt là ngăn chặn hiệu quả những tin tức phản biện mà chính quyền không thích. Ở hai khía cạnh này, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã làm tốt cho Đảng trong nhiều năm. Tuy nhiên, dù tốt thế nào thì ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng chỉ làm vai trò nô bộc. Đôi khi, người nô bộc làm tốt mà bị phạt oan, không biết lý do tại sao, vì đơn giản hắn chỉ là kẻ nô bộc mà thôi. Với vai trò nô bộc tận tụy như thế, nhưng ngày 14 tháng 4 vừa qua, tại kỳ họp lần thứ 24 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Cẩm Tú đã đưa ông Nguyễn Mạnh Hùng lên thớt. Lời của ông Trần Cẩm Tú được ghi lại như sau. Xem xét kết quả giám sát, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, Ban Cán sự Đảng và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, có một số vi phạm, khuyết điểm trong xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, xây dựng, tổ chức thực hiện thể chế, chính sách trong quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông, báo chí, trong công tác cán bộ và thực hiện một số dự án đầu tư công. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra, chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các tổ chức cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Trần Cẩm Tú đã đưa ông Nguyễn Mạnh Hùng lên thớt. Như vậy là ông Nguyễn Mạnh Hùng đã bị đưa vào tầm ngắm. Tuy kỷ luật kiểm điểm là hình thức kỷ luật nhẹ nhất, nó như là án treo, không ảnh hưởng đến công việc. Tuy nhiên, đấy cũng là một loại tiền án tiền sự trong đảng luật. Nếu ông Nguyễn Mạnh Hùng mà vấp sai lầm lần nữa, thì lúc đó tội sẽ tùng chồn tội, chồng lên nhau và đưa ra xét xử một thể. Ông Nguyễn Mạnh Hùng cả đời tận tụy, làm người nô bộc mẫn cán, nhưng rồi cái kết đã bị cho vào tầm ngắm. Nhất cử nhất động của ông bộ trưởng này sẽ không thoát khỏi mắt cú vọ của Trần Cẩm Tú. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin đôi nô bộc bộ trưởng 4T Nguyễn Mạnh Hùng, ông vua nổ, bị đưa vào tầm ngắm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.